Bản tin thời sự an ninh 30 tháng 10. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV 24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Bình Dương, một sinh viên y khoa giao bán thuốc trị COVID-19 giá 7,5 triệu đồng một hộp. Thái Bình, trùm giang hồ Bình Vổ và loạt đàn em lĩnh án tù. Bắt đối tượng rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu 10 tường. Bóc gỡ đường dây lô đề tiền tỷ do một nữ quái làm đại lý cấp 1. Hà Nội phạt tù 8 bị cáo trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe. Một phó viện trưởng bị đình chỉ trong vụ thả nhóm bay lắc ở Hải Phòng. Nguyên chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Thực hư thông tin vỡ hụi gần 100 tỷ đồng ở Bình Dương. Xét xử vụ nhà báo Phan Bùi Bảo Thi và đồng phạm. Làm giả hàng loạt trang thông tin của nhà nước để bán hàng online. Quay lén 60 clip của nữ đồng nghiệp trong nhà vệ sinh, gã đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng. Mua kỳ đà để phóng sinh, bà cụ 75 tuổi đối diện mức án 15 năm tù. Bình Dương, một sinh viên y khoa giao bán thuốc trị COVID-19 giá 7,5 triệu đồng một hộp. Sáng 29 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhân viên y tế tại thành phố Dĩ An, Bình Dương giao bán thuốc điều trị COVID-19 khiến nhiều người quan tâm. Nguyên nhân thông tin này thu hút sự quan tâm vì đây là thuốc Monubiravir, loại thuốc được Bộ Y tế cấp phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà, chưa được phép bán trên thị trường. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An xác nhận có việc giao bán thuốc Monubiravir trên địa bàn, tuy nhiên người giao bán không phải là nhân viên y tế thành phố Dĩ An mà là một sinh viên y khoa. Vị này nói người giao bán là anh Trọng, sinh viên năm cuối của Đại học Y Tây Nguyên. Anh này nằm trong đoàn chi viện thành phố Dĩ An trong đợt dịch COVID-19 vừa rồi. Anh Trọng không phải nhân viên y tế thành phố Dĩ An như thông tin lan truyền trên mạng. Theo ông Bảy, sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố Dĩ An đã làm việc với anh Trọng. Tại buổi làm việc, anh Trọng thừa nhận có nhắn tin giới thiệu thuốc Monubiravir với giá 7,5 triệu đồng một hộp cho một số người. Tuy nhiên, mục đích chỉ nhằm tư vấn cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà, chứ không phải để thu lợi cá nhân. Thế nhưng qua đoạn tin nhắn giữa anh Trọng và một số bệnh nhân được lan truyền, anh Trọng yêu cầu bệnh nhân chuyển cọc vào số tài khoản cá nhân và đến địa chỉ nhà riêng của anh để nhận thuốc. Thái Bình, trùm giang hồ Bình Vổ và loạt đàn em lĩnh án tù. Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Bình, tức Bình Vổ, 46 tuổi, 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. 9 bị cáo là đồng phạm của Bình, nhận án từ 2 đến hơn 8 năm tù về cùng tội danh. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 9 năm 2019, Bình tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, huyện Quỳnh Phụ. Bình rủ hơn 10 người, trong đó có 9 bị cáo đồng phạm nói trên, đến địa điểm đấu giá. Tại đây, nhóm này có hành vi hô hào, dùng kiếm, gậy, bóng chày, mũ cối, đuổi đánh 3 người đàn ông. Vụ việc khiến một người bị thương với tỷ lệ 35%, một nạn nhân cũng bị thương nhưng hiện không rõ ở đâu, nên không tiến hành giám định tỷ lệ thương tích. Trong quá trình điều tra, có 3 người trong nhóm Bình bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định tách vụ án gây rối trật tự công cộng đối với nhóm này để tiếp tục điều tra xử lý sau. Bắt đối tượng rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu 10 tường. Tối ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Võ, 53 tuổi, trú ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang, về tội rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu 10 tường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, bị can Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an, đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền trên 3 tỷ đồng bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, 52 tuổi, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang, do phạm tội mà có. Trong ngày 29 tháng 10, Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ tại tổ 7, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và tại tổ 40, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú. Qua đó, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu tang vật liên quan đến vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến trùm buôn lậu 10 tường để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công ty tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an An Giang vụ truy bắt vận chuyển 51 cân vàng 4 con 9 từ Campuchia vào Việt Nam do 10 tường điều hành. Sau khi sự việc bại lộ, 10 tường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 7 năm 2021, 10 tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ cùng nhiều đồng bọn. Ngày 13 tháng 8, 10 tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố hành vi và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngày 13 tháng 8, 10 tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Bóc gỡ đường dây lô đề tiền tỷ do một nữ quái làm đại lý cấp 1.
Ngày 29 tháng 10, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Trước đó, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng liên lạc với nhau bằng nhiều hình thức như gọi điện thoại, nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram. Ngay sau đó, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Nhiều tổ công tác được thành lập để vừa theo dõi di biến động của các đối tượng, vừa thu thập chứng cứ. Đến ngày 22 tháng 9, nhận thấy các điều kiện đã đảm bảo, ban chuyên án triển khai hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu tiến hành bắt giữ đồng loạt 11 điểm đại lý ghi số lô, số đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Huyện Diễn Châu và thành phố Vinh, tang vật thu giữ gồm 80 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại, 8 quyển sổ ghi lô đề. Cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, trú tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh là đại lý cấp 1. Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Yên Thành bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây này. Quá trình điều tra, ban chuyên án chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc gần 1,2 tỷ đồng. Như vậy, đến ngày 29 tháng 10, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố bị can đối với 15 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên. Hà Nội phạt tù 8 bị cáo trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe. Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 8 bị cáo trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của một số bệnh viện và phòng khám trên địa bàn thành phố Hà Nội ra xét xử. Trước đó, ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại khu vực ngõ 76 An Dương Tây Hồ, Công an Hà Nội phát hiện bà Vũ Thị Chiến, sinh năm 1972, đang giao giấy tờ tài liệu cho bị cáo Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990. Cơ quan công an thu giữ 115 bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe đã có kết luận của bác sĩ và ký đóng dấu Bệnh viện Đa khoa Thăng Long. Trong đó, 15 bộ hồ sơ giấy khám sức khỏe cho người xin cấp đổi bằng lái xe đã dán ảnh và ghi đầy đủ thông tin, 100 bộ chưa có ảnh và thông tin người khám. Theo kết quả xác minh tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Long, 15 người có tên trên 15 giấy khám sức khỏe kèm phiếu xét nghiệm thu giữ khi Chiến và Hương đang giao nhận với nhau đều không hề khám chữa bệnh tại bệnh viện này. Tại cơ quan điều tra, bà Chiến khai từ đầu năm 2019 biết nhiều người cần giấy khám sức khỏe để đủ điều kiện tham gia học và dự thi, xin cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe các loại. Bị can đã nhận làm giả hồ sơ khám sức khỏe cho người có nhu cầu. Để làm giả các hồ sơ khám sức khỏe này, bà Chiến lên mạng đặt mua các con dấu tròn, dấu chức danh của các bác sĩ thuộc một số bệnh viện và phòng khám trên địa bàn Hà Nội. Bị cáo yêu cầu khách cung cấp ảnh, bản chụp chứng minh thư nhân dân rồi đóng dấu chữ ký hoặc tự ký tên các bác sĩ chuyên khoa vào nội dung khám, kết luận đủ sức khỏe và đóng dấu tròn của các bệnh viện hoặc phòng khám rồi chuyển lại cho khách. Giấy chứng nhận sức khỏe và phiếu xét nghiệm của khách đăng ký thi lái mô tô và ô tô được bán với giá trung bình 30.000 đồng một bộ. Bà Chiến tự làm giấy chứng nhận sức khỏe giả, phiếu xét nghiệm giả hoặc thuê bị cáo Phượng đánh máy thông tin vào phiếu xét nghiệm giả rồi tự đóng dấu tròn, dấu chức danh các bác sĩ vào các giấy tờ trên. Phó viện trưởng bị tạm đình chỉ trong vụ thả nhóm bay lắc ở Hải Phòng. Ngày 29 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng xác nhận, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Thế Trung, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ. Để phục vụ điều tra theo yêu cầu của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Trung bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày tính từ ngày 18 tháng 10 do liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Khi thả nhóm bay lắc, lúc ông này còn làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đồ Sơn, ông Trung đã bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao triệu tập để điều tra làm rõ vai trò của ông này trong vụ việc trên. Liên quan tới vụ bắt rồi lại thả nhóm bay lắc tại quán karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, tháng 8 năm 2021, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề nghị truy tố đối với 6 người nguyên là cán bộ Công an quận Đồ Sơn về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc. Theo kết luận điều tra, có nhiều lời khai của cán bộ Công an quận Đồ Sơn thể hiện ngày 13 tháng 11 năm 2020, khi nhóm bay lắc gồm 28 người bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86 được đưa về trụ sở công an, ông Nguyễn Thế Trung đã có mặt và biết vụ việc. Tuy nhiên, đến tối muộn cùng ngày, tất cả các đối tượng đều được lần lượt thả ra về. Vụ việc có dấu hiệu nhận tiền rồi làm lại hồ sơ. Bất bình trước sự việc, Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, cán bộ thuộc Công an quận Đồ Sơn đã làm đơn tố cáo lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao những việc làm vi phạm pháp luật xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn. Nguyên Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Mạc, sinh năm 1957, nguyên là Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình từ năm 2012 đến năm 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, Nguyễn Hồng Mạc nói với nhiều người có thể giúp xin việc, xin vào biên chế, xin chuyển công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với chi phí từ 50 đến 250 triệu đồng một suất. Do tin tưởng 12 người đang có nhu cầu xin việc, xin biên chế, xin chuyển công tác trong ngành giáo dục, cho thân nhân đã trực tiếp đến gặp,
hoặc nhờ người trung gian đặt vấn đề và đưa tiền cho Nguyễn Hồng Mạc xin việc với tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền này, Nguyễn Hồng Mạc đã sử dụng chi tiêu hết vào mục đích cá nhân. Sau khi biết Nguyễn Hồng Mạc không có khả năng chạy việc, những người nhờ xin việc đã đến đòi lại số tiền đã đưa. Trong đó, Nguyễn Hồng Mạc đã trả được 130 triệu đồng cho hai người. Thực hư thông tin vỡ hụi gần 100 tỷ đồng ở Bình Dương. Ngày 29 tháng 10, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết đã nắm thông tin vỡ hụi trên địa bàn và đang tiến hành xác minh làm rõ. Theo cơ quan công an, đây là giao dịch dân sự. Phía cơ quan công an mới chỉ nắm thông tin qua mạng xã hội, chứ chưa nhận được đơn thư phản ánh của người dân liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng công an đang tiến hành xác minh thông tin, mời những người liên quan đến làm việc và yêu cầu các tài khoản trên mạng xã hội gỡ bỏ các thông tin không đúng sự thật. Cũng theo cơ quan công an, chủ hụi là bà TTD, ngụ tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Làm việc với cơ quan công an, bà D cho biết đang quản lý 51 dây hụi, mỗi dây có từ 10 đến 25 người tham gia, mỗi người đóng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng dưới hình thức đóng hụi nửa tháng và một tháng. Hiện tại bà D đang thiếu nợ các dây hụi khoảng 10 tỷ đồng. Công an cũng cho biết việc tham gia chơi hụi thông qua mối quen biết và không có giấy tờ để chứng minh, bà D không bỏ trốn mà cam kết trả lại tiền cho mọi người. Giải thích về việc bị vỡ hụi, bà D cho biết do bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số người đã hốt hụi thì không tiếp tục đóng tiền, dẫn đến việc mất khả năng quản lý và chi trả các dây hụi khi đến hạn. Xét xử vụ nhà báo Phan Bùi, Bảo Thi và đồng phạm, ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 3 bị cáo gồm Lê Anh Dũng, 56 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh; Phan Bùi Bảo Thi, 51 tuổi, nguyên trưởng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung Tây Nguyên, ngụ tại thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Huy, 44 tuổi, nguyên cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2020, ông Lê Anh Dũng liên hệ xin một tài khoản Facebook tên Thu Hà rồi trao đổi với ông Phan Bùi Bảo Thi, là nhà báo, về cách thức viết bài, đăng tải để nói xấu ông Trần Đức Việt, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Do có nhiều mối quan hệ nên ông Thi đã thu thập các thông tin tài liệu liên quan đến tình hình nội bộ Công an tỉnh này và cá nhân ông Trần Đức Việt. Sau đó kết hợp với những thông tin do Dũng cung cấp, ông Thi tiến hành biên tập thành các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu đối ông Việt, rồi gửi sang email của ông Dũng và ông này đăng tải lên Facebook Thu Hà. Khi Facebook trên bị lỗi, ông Dũng tiếp tục gửi các bài viết để đăng tải lên Facebook Hoàng Lê. Tháng 7 năm 2020, ông Việt nghỉ hưu nên Dũng và Thi bàn với nhau hạn chế viết bài về ông Việt mà chuyển hướng thu thập thông tin, viết bài về một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ông Thi tìm kiếm, thu thập các thông tin và kết hợp với các thông tin do Dũng chuyển đến, tiến hành biên tập các nội dung, từ ngữ mang tính xuyên tạc, nói xấu một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Qua đó, ông Thi gửi qua email để ông Dũng chuyển cho Facebook Hoàng Lê, đăng tải lên fanpage Quảng Trị 357. Tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Huy đang công tác tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị gặp ông Dũng và biết được Dũng và Thi đứng sau Facebook Thu Hà, fanpage Quảng Trị 357. Ông Huy đã tìm kiếm, thu thập thông tin về nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, cũng như thông tin về một số lãnh đạo tỉnh kết hợp với thông tin do Dũng cung cấp, tiến hành soạn thảo một số bài viết có nội dung từ ngữ xuyên tạc, nói xấu các cá nhân nói trên. Các bài viết này sau đó đăng tải lên Facebook Thu Hà và fanpage Quảng Trị 357. Làm giả hàng loạt thông tin của nhà nước để bán hàng online. Ngày 29 tháng 10, Công an tỉnh Bình Thuận đã làm việc với Đặng Quốc B, 40 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, để xử lý về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook, lập giả nhiều trang thông tin điện tử của các cơ quan tổ chức nhà nước. Qua làm việc, B thừa nhận để thuận lợi cho việc kinh doanh của mình, anh ta đã lập các trang fanpage như Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bảo hiểm Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát, vân vân, để thu hút người xem, tạo thuận lợi cho việc bán các mặt hàng online như áo phao, camera, bảo hiểm và tìm người có nhu cầu mua lại các trang này bán kiếm lời. Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ thiết bị vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo các trang mạng xã hội giả có hình thức giống với các trang mạng chính thống của cơ quan nhà nước nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng gây nhiễu loạn thông tin. Quay lén 60 clip của nữ đồng nghiệp trong nhà vệ sinh, gã đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 29 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với HVN, sinh năm 1991, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý hoặc sai quy định của pháp luật. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nhận được hồ sơ vụ việc từ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chị NTTT, sinh năm 1989, nhân viên một doanh nghiệp trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, bị nam đồng nghiệp là HVN sử dụng điện thoại di động quay lén cảnh sinh hoạt cá nhân của các nhân viên tại nhà vệ sinh nữ của công ty. Làm việc với cơ quan chức năng, N khai từ tháng 9 năm 2020 đến nay đã nảy sinh ý đồ quay trộm các đồng nghiệp nữ nên lên mạng tìm hiểu cách thức thực hiện.
Đến tháng 10 năm 2021 thì bắt đầu hành động. Cơ quan chức năng xác định N đã quay và lưu khoảng 60 video sinh hoạt cá nhân của các đồng nghiệp nữ trong doanh nghiệp mình. Mua kỳ đà để phóng sinh, cụ bà 75 tuổi đối diện mức án 15 năm tù. Ngày 29 tháng 10, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Rứt, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can DTL, 75 tuổi, chú huyện Cư Rút về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2020, bà L gặp một người đàn ông không rõ lai lịch đi bán 17 con kỳ đà. Bà L thỏa thuận mua 5 con kỳ đà với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi bán 5 con kỳ đà, người đàn ông lạ mặt gửi 12 con còn lại cho bà L để chiều quay lại lấy, nhưng sau đó không quay lại nữa. Bà L sau đó bị hạt kiểm lâm huyện Cư Rút phát hiện, lập biên bản về hành vi nuôi nhốt 17 con kỳ đà, tổng trọng lượng 27 cân. Tại thời điểm kiểm tra, bà L đang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Người thân bà L cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lượng kỳ đà. Nên lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật. Khi được hỏi, bà L nói mua số kỳ đà trên với ý định phóng sinh. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Rút quyết định truy tố bà L theo điểm B, khoản 3, điều 244 Bộ luật hình sự với mức án từ 10 đến 15 năm tù. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.